Cái đến chính là nước ion kiềm. Đối với nước ion kiềm thì máy Jim Brazier này cũng sẽ có 3 mức tương tự: mức 8.5, mức 9.5 và mức 9.0 và mức 9.5. Đối với mức 8.0 thì có thể là những bạn nào mà lần đầu tiên mình sử dụng nước đó, mình có thể sử dụng cái mức nước này. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Điện Giải. Thế Giới Điện Giải hiện đang là nhà phân phối máy điện giải nước ion kiềm hàng đầu Việt Nam với hệ thống showroom 3 miền. Mình là Thảo Đan, hiện mình đang là chuyên viên tư vấn và chăm sóc khách hàng tại Thế Giới Điện Giải. Thì hôm nay Đan sẽ giới thiệu với các bạn một thương hiệu máy điện giải đến từ tập đoàn Nhật Bản. Đó là chính là tập đoàn Jim Ion. Hiện nay các bạn biết không, Jim Ion đang là một trong những tập đoàn đi đầu tiên phong về việc nghiên cứu cũng như là phát triển những cái loại công nghệ tiên tiến liên quan đến sức khỏe của con người. Và máy điện giải nước ion kiềm Jim Ion hiện đang là một trong những sản phẩm được ưa chuộng ngay tại thị trường nội địa Nhật Bản cũng như là trên toàn thế giới. Hôm nay Đan sẽ giới thiệu với các bạn một trong số những cái model máy điện giải nước ion kiềm cực kỳ yêu thích của tập đoàn Jim Ion, đó chính là máy điện giải Brazier. Như các bạn có thể thấy, đây chính là một tuyệt tác của ngành điện giải của tập đoàn Jim Ion. Đó chính là sự giao thoa kết hợp nét sang trọng của châu Âu cũng như là công nghệ hiện đại bậc nhất của Nhật Bản. Và hiện nay máy điện giải Jim Ion Brazier là máy điện giải duy nhất có vòi nóng lạnh. Vòi nóng lạnh ở đây thì không phải là vòi cho ra nước nóng và nước lạnh đó các bạn, mà vòi lạnh tức là cái vòi sẽ cho ra nước ion kiềm bình thường thôi, còn vòi nóng sẽ cho ra các bạn nước đạt chuẩn, nhưng tuy nhiên nó sẽ không trải qua quá trình điện phong các bạn nha. Và bên cạnh đó thì đang muốn giới thiệu với các bạn máy Jim Ion Brazier cũng đã đạt được một số chứng nhận thiết bị y tế quan trọng như chứng nhận thiết bị y tế do bộ luật dược phẩm và y tế của Nhật Bản công nhận, hoặc là tiêu chuẩn lọc nước của Nhật Bản, cũng như là một chứng nhận về an toàn thực phẩm đối với cái loại đó, loại than hoạt tính của loại lọc tinh. Và đó chính là phần giới thiệu sơ bộ về tập đoàn Jim Ion cũng như là về cấu tạo sơ bộ của máy. Thì sau đây Đan sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết và cụ thể hơn về các mức nước bên trong máy Brazier như thế nào các bạn nha. Các bạn có thể thấy ở đây nó chính là dạng vòi Rohe của Đức, làm bằng chất liệu rất là sang trọng như thế này. Ngay trên bề mặt của nó là màn hình LCD, màn hình cảm ứng. Với mức pH là từ 3.5 đến 10.5 thì sẽ cho ra là 5 loại nước tương ứng như sau. Đối với mức nước, đầu tiên là mức nước acidic, với mức pH là 2.5 đến 3.5, các bạn có thể dùng như là dạng khử trùng sát khuẩn để các bạn có thể xịt trên da, mình trị những vết thương hoặc là những vết chàm, vết ngứa chẳng hạn. Kế đến thì chúng ta cũng sẽ có mức nước trung tính với màu xanh lá cây như thế này. Mức nước này thì các bạn sẽ không dùng để uống như là nước kiềm đâu, mà nó sẽ dùng như là nước trung tính để mà các bạn uống thuốc tây nè, hoặc nếu mà các bạn mà có trẻ con, các bạn có thể pha súp hoặc là làm sữa pha sữa hoặc làm súp cho trẻ con các bạn nha. Kế đến chính là nước ion kiềm. Đối với nước ion kiềm thì máy Jim Brazier này cũng sẽ có 3 mức tương tự: mức 8.5, mức 9.5 và mức 9.0 và mức 9.5. Đối với mức 8.0 thì có thể là những bạn nào mà lần đầu tiên mình sử dụng nước đó, mình có thể sử dụng cái mức nước này. Rồi sau đó khi các bạn đã trở nên đã quen dần thì các bạn sang tuần thứ hai đến đây, các bạn có thể dùng cái mức nước ion kiềm với mức pH là 9.0. Và cuối cùng khi các bạn đã quen dần thì với mức pH là 9.5 các bạn có thể dùng nước này. Và với cái mức nước alkaline 3 pH 9.5 các bạn có thể dùng mình để pha trà nè, hoặc là pha cà phê, giúp tăng thêm cái hương vị cho thực phẩm đó các bạn. Thì vừa rồi là Đan đã hướng dẫn cho các bạn về các cái mức nước ở bên trong máy như thế nào. Thì sau đây Đan sẽ hướng dẫn các bạn cách mình test cái độ pH của nước để kiểm tra cái độ đạt chuẩn của nước đầu ra như thế nào các bạn nha. Đầu tiên thì bên trong mỗi thùng máy như Đan đã nói thì các bạn sẽ thường nhận được các cái một cái túi nhỏ và bên trong đó sẽ có cái chai dung dịch pH test như thế này. Kế bên đó các bạn cũng sẽ có cái bảng than đo pH với mức pH là 4.0 đến 10.0 trải dài. Nó sẽ kiểm tra cho các bạn lần lượt là mức acid, mức trung tính hay là mức kiềm của nước. Đầu tiên thì đây sẽ chọn mức kiềm mức pH mức kiềm alkali 2 với mức pH là 9.0. Các bạn thấy không, đang không thể nào lấy nước liền được, đang phải đợi một khoảng từ 15 đến 20 giây sau khi các bạn nghe thấy tiếng nhạc và tiếng đèn nhấp nháy như thế này, cho nên lúc nước đã được điện phân xong và các bạn mới có thể bắt đầu lấy nước. Đây sẽ lấy một lượng vừa đủ như thế này các bạn nha. Và đây sẽ nhỏ một giọt của dung dịch pH test bên trong lên thủy tinh. Cái đến thì đây sẽ lắc nhẹ lên.
Rồi các bạn có thể so sánh đối chiếu với cái bảng màu pH test như thế này thì có thể thấy là mức kiềm 2 với mức nó đã dao động từ 8.5 đến 9.0 đạt chuẩn cái bảng thang đo pH của mình các bạn nhé. Vừa rồi thì Đan đã giúp các bạn test được cái độ pH của nước ion kiềm đúng không? Thì kế đến này thì Đan sẽ giúp các bạn test cái độ pH của nước axit từ máy Jim Brassier các bạn nha. Thì tương tự Đan cũng sẽ chọn mức nước axit với cái màu cam ngay trên màn hình LCD hiển thị như thế này. Và khi các bạn chọn mức nước axit từ máy Brassier, các bạn không phải đợi giống như là khi các bạn lấy nước ion kiềm nữa. Thì bây giờ thầy lấy cho biết luôn ha. Đây cũng sẽ lấy một cái lượng vừa đủ thôi. Rồi sau đó đây sẽ cho cái dung dịch pH test vào bên trong lên. Đây cũng sẽ lắc nhẹ như thế này. Đối chiếu với cái mặt B màu trên màu hiển thị trên cái bảng pH test, các bạn có thể thấy lúc này thì cái dung dịch của mình đã đạt ở mức là từ 4.0 đến 5.0. Các bạn nha. Và vừa rồi thì Đan đã giúp các bạn hiểu hơn về cái cấu tạo từ thân máy cũng như là những cái mức nước ở trong máy cũng như là cái cách mà các bạn có thể test cái độ pH đạt độ chuẩn đầu ra của nước như thế nào rồi đúng không? Thì và trong phần tiếp theo này Đan xin muốn giới thiệu với các bạn về một số cái phần mà đặt đối với khách hàng của thế giới điện giải. Thì khi đến với thế giới điện giải, khi lắp đặt máy thì quý khách hàng sẽ nhận được cái bộ bình đựng nước uống như thế này. Đây là bình nhựa Tritan Hàn Quốc BPA-free, giúp các bạn có thể yên tâm mình mang nước ion kiềm và có thể dùng trong ngày, và khi mình di chuyển ở ngoài trời nắng nóng mình cũng không sẽ lo nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đâu. Rồi cái đến các bạn cũng sẽ nhận được cái bộ bình xịt nhỏ như thế này. Các bạn có thể đựng nước làm đẹp hoặc là nước acid của trùng sát khuẩn để mình sẽ sử dụng tiện lợi hơn mọi lúc mọi nơi trong ngày các bạn nha. Và cuối cùng thì các bạn ơi, trong mỗi thùng máy các bạn đừng băn khoăn hay đừng lo lắng là nếu không biết cách sử dụng như thế nào đâu, vì hãng sẽ cung cấp cho các bạn một cuốn sách ghi đầy đủ rất là chi tiết về các thông số cũng như là cách sử dụng máy như thế nào. Và ngoài ra đó thì thế giới điện giải còn sẽ cung cấp cho khách hàng một cái bảng hướng dẫn sử dụng như thế này rất là chi tiết, trình bày kỹ lưỡng. Các bạn có thể treo ngay trên khu vực bếp nơi các bạn đặt máy để giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng máy của mình các bạn nha. Và đến đây thì cái tập hôm nay đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy thú vị, có nhiều cái thông tin hữu ích thì các bạn đừng quên share và subscribe kênh YouTube của Thế Giới Điện Giải các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ sau. Chào tạm biệt các bạn.